Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Thầy phù thủy thợ âm binh của tác giả Akai. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá cũng như những ngày mùa đông của năm nay, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt của ông lúc kể lại. Chuyện là hồi ông còn trẻ, trai tráng, có cùng một người bạn tên là Lý, đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian đào vàng vất vả ở trên đó, cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng lấy công rồi trở về nhà tìm công việc khác. Hôm đó khi hết ngày làm và khi mặt trời đã xuống núi, trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một người già dân tộc Mông. Không biết hai người nói chuyện với nhau những gì, nhưng tối hôm đó ông Lý có gọi ông tôi đi cùng tới nhà người dân tộc Mông ấy. Một căn nhà sàn khang trang. Vào bên trong căn nhà, gặp ông lão người Mông đã đợi sẵn hai người. Lúc nói chuyện mới biết ông lão Mông đó là một thầy phù thủy thợ âm binh, và thấy tướng của ông Lý hợp căn nên muốn truyền lại nghề. Và bắt đầu những chuỗi ngày, ông Lý luyện tập thầy phù thủy thợ âm binh. Nói đến âm binh, có lẽ chắc các bạn cũng ít nhiều biết đến, nên tôi chỉ nói qua. Đó là những hồn ma không được đi đầu thai, không được thờ cúng cho ăn, nên chúng là những con ma đói, được thầy phù thủy chiều về, cho ăn và làm theo những gì thầy nói. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ lại phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ và gọi về đúng giờ. Cho nên thợ âm binh là con dao hai lưỡi. Các bạn có thể đọc thêm về âm binh trên mạng. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện đôi mắt. Tối nào ông Lý cũng ngồi 3 giờ liền, nhìn vào ngọn nến mà cố gắng không chợp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy đến đổ, khiến cho mắt đỏ ngầu. Muốn bỏ cuộc nhưng ông vẫn cố gắng, và mất khoảng 2 tháng thì thành công. Thành công là khi ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không nhắm mắt. Bước đầu gian nan đã qua, và tới bước tiếp theo là tối sau 10 giờ đêm, ông Lý xách một xô nước đi tới bãi tham ma, cách lán ở khoảng 2 cây số. Khi tới nơi thì đổ nước xuống, rồi nằm lên trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên con đường đi hoặc là về không được gặp người nào. Nếu gặp người nào đó thì coi như hôm đó thất bại. Ông Lý đi được 99 đêm thành công. Và đêm cuối cùng khi tới bãi tham ma, đổ nước xuống và nằm lên. Khi vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn lẫn nhau. Ông Lý mở mắt bật dậy, dường như không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng cảnh tượng hãi hùng ấy, những đứa trẻ đầu tóc rối bù khóc đòi sữa mẹ, những hồn ma cầm bát xin ăn. Đó cũng là lúc thành công giai đoạn 2. Khi ông Lý nằm 100 đêm trên nước ở bãi tham ma, là để trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy những hồn ma nói gì, và luyện mắt để có thể nhìn thấy những hồn ma ấy. Giờ là bước gọi những hồn ma dậy để bắt đầu làm thầy phù thủy. Vào trong căn phòng thờ âm binh ấy, trên cao nhất là một chiếc đầu lâu, và hai bên là hai rãnh xương sườn. Dưới là một bát hương thật to. Ông Lý rót 3 chén rượu, lấy dao chích ngón tay lấy 3 giọt máu, rồi thắp lên 1 nén hương. Và mỗi ngày thắp 1 nén hương để gọi một hồn ma tới. Khi nào thắp đủ 100 nén hương là lúc đó âm binh đã đầy đủ và có thể sai đi làm được việc. Giờ ông Lý bắt đầu thành thầy phù thủy và đi kiếm tiền nhờ âm binh. Và điều quan trọng nữa là 10 giờ tối, cho âm binh đi tới 5 giờ sáng, phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, cửa âm phủ đóng lại, âm binh vĩnh viễn không về được nữa, và sẽ không được siêu thoát hoặc là bị hắc bạch vô thường truy đuổi. Chúng sẽ tìm tới thầy và trả thù. Khi gọi chúng về, phải sẵn một cái lễ khao quân, nhiều thứ để cho chúng ăn, không để chúng sẽ phản lại thầy vì bị bỏ đói nên phải chú ý. Giờ thì ông Lý bắt đầu những tháng ngày làm thầy phù thủy. Mới đầu chỉ hành nghề, ông Lý chỉ làm những cái đơn giản như là gọi hồn cho những ai muốn gặp lại, những người nhà mới mất để về hỏi. Ông Lý bảo họ ngồi về điện thờ, thắp hương và họ viết vào giấy như tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho quan âm binh đi tìm về và trả lời những câu hỏi mà người nhà đều linh nghiệm. Từ đó về sau, ông Lý càng ngày càng đông người xem tới. Có cả những người bị chết không thấy xác cũng tìm tới ông Lý nhà giúp đỡ. Theo lời dặn trong giấy, mấy ngày họ cũng tìm được thi thể của người đó. Về sau ông Lý càng thuận lợi trong công việc, và rồi chuyển sang làm những thứ khó khăn hơn. Ông Lý bắt đầu điều khiển quân và cho đi làm những công việc như tát nước, chặt gỗ. Mọi việc đều diễn ra từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng hôm sau. Ông Lý gõ 3 hồi chuông gọi quân về và làm sẵn một con lợn quay và mâm ngũ quả để khao quân. Khi thành công đến quá sớm, khi mà mới chỉ 3 năm, có thể thành tạo cho những việc đưa quân đi làm những công việc khó, khi mà sư phụ của ông Lý là ông lão người Mông kia phải mất từ 5 đến 7 năm. Lúc này ông Lý thấy thỏa mãn với khả năng của mình và đã nhận lời làm những việc táo bạo hơn, như là đưa âm binh đi hại người. Đó là những điều cấm kỵ của những người luyện âm binh mà sư phụ của ông đã dặn rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không được dùng âm binh để hại người trần, vì ắt sẽ gặp quả báo. Ông Lý đã bỏ ngoài tai những lời nói của sư phụ chỉ vì tiền. Cái lợi trước mắt ấy sẽ nhấn chìm cuộc đời của ông Lý sau này. Những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu bỏ ra số tiền lớn để nhờ ông Lý hạ đối thủ khi cản bước làm ăn của chúng. Ông Lý bắt đầu cho quân âm binh tìm đến những lán trại của những người được nhờ hạ, cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Chủ bãi vàng khi chạy bị âm binh chặn đường và đuổi cho ngã xuống núi, không chết thì cũng tàn tật. Ông Lý không có ý định giết họ, mà chỉ để cho họ bị thương và không làm được gì. Những việc làm của ông Lý ngày một nhiều, cuối cùng cũng đến tai của sư phụ hắn. Ông không kìm nén được, ông tức giận tìm đến nhà khuyên can và mắng mỏ hắn. Hắn vẫn lễ phép vâng lời với thầy và nói sẽ không dùng âm binh để giết người, mong thầy hiểu cho. Thầy của hắn thấy trong đôi mắt của ông Lý giờ chỉ mong kiếm lợi cho mình mà bất lực không xong nguyên căn được, nên đành thở dài và trở về nhà. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn học trò của mình hại người thêm nữa, nên tìm tới một thầy phù thủy khác và nhờ ông ấy cho một quan âm binh của mình đến đánh quân của ông Lý để thức tỉnh hắn. Và cuộc chiến giữa hai thầy phù thủy diễn ra vì lý do biết trước, nên khi quân bị đánh chỉ biết chống trả. Và đêm hôm đó, trong một làn gió, mọi người đều thấy mùi tanh của máu. Có những tiếng kêu thất thanh hòa trong tiếng gió nghe rợn người. Sau đêm hôm đó, quân âm binh của ông Lý bị thương nhiều, và khi gõ chuông rút quân về, hắn mới nhận ra rằng đã quên không làm lễ khao quân, vừa bị đánh mệt mỏi đói khát, lại không được ăn nên chúng tức giận, đã ra tay với hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi vào nhìn thấy hắn đã nằm trên mặt sàn, mắt nhắm miệng ú ớ, nói được một câu tìm sư phụ rồi bất tỉnh. Ông tôi đã tìm tới nhà ông lão người Mông, cũng là thầy dạy của ông Lý, để cầu cứu ông. Nhưng ông lão đã từ chối và nói rằng ông Lý đáng phải như vậy, gieo nhân nào thì gặp quả nấy, và như vậy thì mọi người mới yên được. Nếu cứu ông Lý thì ắt ngựa quen đường cũ. Ông tôi quỳ trước mặt của ông lão một ngày một đêm để năn nỉ. Cuối cùng ông lão cũng đồng ý giúp. Khi tới nơi ông Lý nằm, ông lão thấy toàn bộ khu vực âm u lạnh lẽo, và rất nhiều âm binh ở đó, chắc là không chịu buông tha cho ông Lý. Sư phụ của ông Lý đứng lặng yên một lát, nét mặt toát lên sự sợ hãi, nhưng cũng bước vào nhìn thấy ông Lý nằm bất động trên giường, đôi mắt vẫn nhắm, dường như đã đoán được những nguy hiểm tiềm tàng sắp đến. Không kịp cứu ông Lý sẽ vô cùng nguy hiểm, vì lũ âm binh bây giờ đã mất tầm kiểm soát, không thể điều khiển được, và chúng đã trở nên mạnh hơn nhiều. Lúc này sư phụ của ông Lý đã phải mời tới sư huynh của mình, cùng từng học thợ âm binh ngày xưa, có tên là Hoàng. Vì tình đồng môn nên ông Hoàng đã cùng sư đệ của mình đến để cứu giúp cho ông Lý, dù sao cũng là đệ tử của ông. Khi hai người vừa bước tới cửa nhà ông Lý, ông Hoàng bỗng dừng đôi mắt, đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó, và rồi lắc đầu nhìn sư đệ của mình. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên sư phụ chỉ còn biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hồi rồi ông Hoàng nói: "Đó là cái nghiệp của nó gây ra, ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu muốn cứu lấy hắn thì chỉ có mất mạng, may mắn hơn thì cũng trở thành phế nhân." Dù biết điều đó, nhưng sư phụ vẫn muốn cứu ông Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa ông Lý tới hoàn cảnh này. Nghĩ tới tình đồng môn, ông Hoàng đã lấy cho đệ tử một quyển sách mà sư phụ hai người để lại. Vì chỉ để lại cho đại đệ tử nên ông Hoàng mới có. Và rồi nói với sư đệ của mình, hãy nghĩ kỹ và cẩn thận trước khi làm. Và rồi ông Hoàng quay trở về, không quay lại nữa. Theo đúng như lời trong sách thì ông sư phụ bảo với ông nội tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để làm trận đồ trấn yểm và phong bế. Đào một cái hố hình mai rùa rộng chừng 20 mét, sâu khoảng 50 cm, lấy 8 cây cọc cao tầm đầu người, đóng sâu xuống chỉ để nhô lên mặt đất khoảng 50 cm. Đóng cọc theo hình bát quái trận, giết 8 con chó đen và đóng đinh kim vào 8 cọc. Lấy máu chó vẽ lên đất, nối 8 cái cọc đó với nhau và giết 2 con mèo, một đen một trắng, chôn vào 2 điểm tương tự như thái cực trong bát quái trận. Xong rồi làm một con lợn quay và vô số hoa quả nữa. Sau nhiều ngày vất vả thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Đêm hôm đó cũng là đêm rằm tháng 7. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông sư phụ và ông nội của tôi để lễ vật vào giữa cây hố đó với một bát hương thật to. Ông sư phụ đã thắp 100 nén hương và ngồi viết vào tờ giấy màu vàng những chữ Hán viết bằng máu của những con chó bị giết, mà nghe ông nói đó là bùa. Mọi thứ đã xong xuôi, ông sư phụ ngồi xuống và cúng bằng thứ tiếng gì đó mà ông nội tôi nghe không thể hiểu. Nói là làm lễ để dụ quân âm binh tới vào bắt trận quái mà ông đã bày ra, rồi đóng cửa nhốt chúng lại. Như vậy ông sẽ hao tổn nhiều dương khí và có thể mất hết dương khí và sẽ chết. Vì khi luyện thầy phù thủy thì đã có người bán âm và bán dương, cho nên dương khí của ông chỉ còn lại một nửa so với người bình thường. Cho nên ông làm mọi việc rất cẩn thận. Giờ tí đêm hôm đó khi ông cúng thì cảnh vật trở nên khác thường. Những đám mây đen kéo đến che đi ánh sáng của đêm trăng rằm. Những cơn gió bỗng thổi mạnh hơn, khiến những ngọn cây xung quanh nghiêng ngả. Đó là lúc âm binh tới ăn. Khoảng 4 giờ sau, ông Hoàn đứng dậy lấy lá bùa dán vào chiếc cọc phía trước, rồi dùng lửa đốt ngọn lửa. Vừa cháy hết lá bùa thì ông cũng khuỵu xuống. Ông nội tôi liền đỡ dậy, có lẽ rằng do ông quá mệt. Đưa ông trở về nhà nghỉ, rồi ông nội tôi quay lại chỗ làm lễ để thu gom lại mọi thứ và đóng tất cả 8 cọc sâu xuống và lấy đất lấp bằng cây hố đó lại. Theo như lời ông sư phụ nói thì âm binh đã bị nhốt ở đó, và tránh bọn chúng có thể thoát ra ngoài để hại người thì phải lấp hố lại, kẻo có ai đó vô tình mà rút chiếc cọc lên bỏ đi thì cửa đó đã bị mở và chúng sẽ ra ngoài, và hậu quả thì khôn lường. Ông sư phụ cũng nói rằng lấy ít tro của lá bùa ông đốt cho vào một chén rượu để ông Lý uống. Quả nhiên khoảng 1 giờ sau khi uống xong chén rượu đó thì ông Lý tỉnh lại và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe của ông xuống quá nhiều, không thể vác được những khúc gỗ mà có thể lúc trước ông 2 tay 2 khúc. Ông Lý cũng hiểu được điều đó là quả báo của mình, và cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ để cảm ơn thầy đã cứu giúp. Thấy ông Lý tới, ông sư phụ ngồi dậy nói không cần cảm ơn, và khuyên ông Lý sau này phải làm việc thiện thật nhiều mới mong sống yên ổn và sống được lâu hơn. Ông Lý đã biết lỗi của mình và mong thầy tha thứ và hứa sẽ làm việc thiện. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má khi nhìn người thầy của mình, và ông Lý cũng nhìn thấy những sắc vàng trên nét mặt gầy guộc ấy. Ông nội tôi tiếp lời, con hãy nhớ lời ta làm như vậy, ta có đi cũng an lòng, con đừng có buồn. Và rồi 3 tháng sau, người sư phụ mất. Có lẽ do trận đồ của ông quá sức nên ông không thể thoát được. Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc ngủ, ông Lý bị ám ảnh bởi những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh đòi thả chúng ra. Đêm nào cũng như vậy, khiến cho ông Lý lòng bất an nên đã chuyển về quê sống để tránh xa nơi đó. Sau này ở quê nhà, ông Lý sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Ai ai cũng quý mến, không biết được chuyện xưa của ông Lý. Và cuối cùng ông Lý cũng đổ bệnh, nằm liệt giường 3 tháng rồi qua đời ở tuổi 49. Trước khi mất, ông Lý cứ gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn. Ông Lý ra đi trong sự xót thương, khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Dù có làm nhiều việc tốt đi chăng nữa, nhưng ông Lý vẫn khó tránh được những gì mình đã gây ra. Kể tới đây, đôi mắt của ông nội tôi đỏ ngầu, rưng rưng lệ, và bảo tôi không bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác, phải luôn giúp đỡ người khác khi có thể. Câu chuyện thứ hai, oan thai trả thù. Nhân ngày nghỉ rảnh rỗi nên tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn có thật cho các bạn cùng nghe. Chuyện mấy hôm 24 tháng 7 âm lịch vừa rồi, bạn tôi nó có gọi cho tôi. Nhỏ này học cùng tôi thời cao đẳng y. Tôi xin được phép giấu tên với quê quán năm sinh cùng Facebook của bạn tôi. Lúc nó gọi tôi cũng ngạc nhiên, vì trước khi đi học có thi thoảng có nói chuyện xã giao chứ không thân thiết cho lắm. Nó hỏi thăm tôi qua loa như là dạo này có khỏe không, với xin được việc chưa, đại khái là mở màn. Sau đó tôi hỏi: thế bà hôm nay tự nhiên gọi điện cho tôi là tính mời cưới phải không? Nó trả lời: tôi hay vào Facebook của bà đọc truyện ma, hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà. Bà có thể viết thành một câu chuyện nhưng mà giấu tên của tôi đi, tôi sợ mọi người trong lớp biết. Tôi trả lời ừ một tiếng. Tôi hiểu, bà cứ kể đi tôi nghe đây. Và nó bắt đầu kể. Cách đây khoảng 6 năm, vào năm học lớp 11, nó có yêu một anh trung cấp nghề giao thông vận tải hơn nó 5 tuổi. Yêu nhau được gần 7 tháng và cuối năm lớp 11, vì quá yêu anh nên hai người đã đi quá giới hạn. Gần đầu năm lớp 12, nó biết được rằng mình mang thai. Anh đưa nó đi siêu âm và đã được 8 tuần. Nó bảo rằng anh giữ lại và định kể với mẹ xin cưới nó. Nghĩ mình con một nên bố mẹ sẽ nghe theo, vì bố mẹ rất thương nó. Nó vừa sợ bỏ con nhưng nó lại càng sợ mất anh, vì anh ngày đó rất đẹp trai nên là xung quanh anh có nhiều người theo đuổi. Nó chỉ nghĩ đơn giản nếu cưới anh sẽ là của nó hoàn toàn, không ai có thể cướp anh đi khỏi nó. Nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập. Nhà anh làm về đồ gỗ, tủ sập hoành phi. Anh học lái xe về để chở hàng cho gia đình. Còn nó thì vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, mà giờ sinh con thì lấy gì sinh sống. Lúc đó nó nghĩ đơn giản, nhà nó con một. Bố mẹ nó từng nói nếu sau này nó lấy chồng thì chồng nó phải ở rể mới cho cưới. Lấy nhau về bố mẹ sẽ lo cho hai đứa, nên cố gắng thuyết phục anh. Anh luôn tìm lý do để trốn tránh. Mấy ngày sau không gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên tận nhà anh tìm, nhưng anh tránh mặt không gặp. Chỉ đến khi nó nhắn tin bảo anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết, anh mới chịu gặp nó. Anh bảo nó rằng: cái loại con gái mà dễ lên giường với người khác như mày thì cũng chưa chắc có phải là con tao không. Nó không ngờ những lời như vậy lại từ anh, người mà nó yêu thương hết mực. Anh trách nó rất nhiều, rằng không biết bảo vệ bản thân, để nó ách ương ra đó thì bây giờ tự chịu. Một là nó bỏ con, hai đứa trở lại bình thường, hai là anh và nó chia tay. Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó giận dỗi là anh lại làm hòa như những lần trước, rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, anh cứ lặng yên như vậy. 1 tuần đến 2 tuần sau, anh vẫn không gọi điện. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa và tìm cách giải quyết về cái thai dạo này. Nó đang bị nghén không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc cho anh không được. Nó bắt đầu hoảng sợ thực sự. Nó không biết rằng mình phải làm như thế nào. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén ăn uống thất thường, làm cho nó từ 51 cân sụt xuống còn 44 cân trong vòng 4 tuần ngắn ngủi. Thế nó gầy đi nhanh chóng thì mọi người gặp nó ai cũng hỏi, nhưng mà nó nói dối rằng mình uống thuốc giảm cân. Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh, nhưng anh vẫn bật vô âm tín. Không ai biết anh ở đâu cả, hoặc có thể anh đã nhờ bạn bè che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được, nên nó quyết định kể với mẹ nó cái chuyện tày đình này. Mẹ nó khóc và nó cũng khóc. Mẹ nó khuyên nó bỏ cái thai đi, cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính vì ông là người ra trường hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện, nên sẽ không chấp nhận được điều gì gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó sợ đau, sợ mang tội, nên là giấu mẹ trốn sang nhà bác gái nó. Mẹ nó biết như vậy thì nhà bác gái nó khuyên can nó. Bà còn mang cái chết ra để ép nó bỏ con. Nó biết bà làm như vậy là cũng muốn tốt cho nó. Bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu sinh ra đứa bé. Và cuối cùng nó quyết định bỏ con. Mẹ nó đưa nó đi nạo thai vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm nên nó đến bệnh viện. Khi mọi việc xong xuôi thì bác sĩ đưa cho mẹ nó một túi giấy đựng con, bảo là về chôn cất đứa trẻ. Nhưng mà khi đi ngang qua cầu thì mẹ nó quẳng cái bọc túi xuống sông và lẩm bẩm điều gì đó. Mẹ nó nói với nó rằng sống để bụng, chết mang theo cái chuyện này đi. Chuyện tưởng như là rơi vào quên lãng, cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những câu chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, tầng 2 và tầng 3 để ngủ, tầng 4 để đổ linh tinh như là chăn ga gối đệm không dùng đến, tầng 5 là tầng để thờ cúng. Nhưng mà ở trong làng bố nó nói rằng thích yên tĩnh nên là về đây mua đất xây nhà, sau này nghỉ hưu dưỡng già. Bố nó công tác xa nhà, chỉ thỉnh thoảng về thứ Bảy Chủ Nhật, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con với đứa em con chú ruột. Nó hiện tại ở nhà bán tạm hóa cho mẹ và chờ sắp tới khi đi làm. Một ngày nọ, mẹ nó lau dọn nhà cửa, lau đến cầu thang thì bị trượt chân ngã. Cô ngã khá mạnh nên bà bị trẹo chân. Do chống tay xuống đất nên tay của bà bị gãy cánh tay phải và trán bị sưng tím. Bà bó bột xong phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần. Trong thời gian nằm nghỉ dưỡng, bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa trong căn phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ, bà luôn nằm mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cổ, bứt tóc của bà, đấm vào người của bà. Cho đến sáng thì bà luôn kêu đau đầu. Trên cổ và người của bà lại xuất hiện những vết bầm tím khó hiểu. Mọi chuyện cứ như vậy lặp lại cho đến tầm gần tuần sau. Em chồng của bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể chuyện của mình cho em chồng nghe. Cô em khuyên đi xem xe động và đất cát, vì nhà này cũng mới được xây dựng gần năm. Xe đất nhà này mua có vấn đề. Trước giờ bà không tin vào ma quỷ nên cũng chỉ nghe cho có chứ không đi xem. Nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt ngủ bất kể là ngày hay đêm, bà đều nhìn thấy một đứa trẻ con từ 2 đến 8 tuổi đè hết lên người của bà, nhảy lên nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào cắn, khiến cho bà bắt đầu sợ hãi, không dám ngủ một mình, làm cho nó tối nào cũng xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng, khiến cho bà hay cáu gắt, nóng nảy, chỉ bấy vô cớ, hoàn toàn khác với tính cách ngày trước. Bố nó đưa bà đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có chuyển biến gì. Cô nó biết chuyện thì mời thầy ở Hải Dương về xem nhà cửa đất đai có bị đất nặng hay không. Vì cô nó luôn nghĩ là do đất nhà nó mua phải cái mảnh đất xấu nên mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó biết bố nó không tin vào mê tín nên phải đợi ngày trong tuần bố nó đi lên đơn vị thì mới nhờ thầy sang xem giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Thầy đi một vòng quanh nhà rồi bảo: nhà này trước khi xây xong không có làm lễ đón ông bà tổ tiên, giờ toàn cúng yêu ma, nhà tràn ngập oán khí của thai nhi phá bỏ. Thầy nói với mẹ nó rằng chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn có thể kịp để cứu vãn. Nếu chậm trễ vài ngày nữa thôi thì chắc chắn chị sẽ không chịu được mà tự tử. Nghe thầy nói xong, mẹ nó cũng bán tín bán nghi. Cô nói nhà thầy giúp đuổi đám vong linh đó. Thầy bảo rằng phải làm lễ, nên thầy ở nhà nó đến chiều đi mua vàng mã giấy sớ. Mua đồ lễ xong khoảng 18 giờ tối, thầy bắt đầu khấn. Thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện, chứ không để nhập vào thầy. Thầy nói với cô nó và đứa em họ có căn quả sẽ để cho vong linh nhập vào, một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống, nhắm mắt vào, đã rung người lắc lắc. Sau một hồi con bé bỗng khóc thét lên như trẻ con, khiến cho thầy phải dỗ. Nào ngoan nào, tôi không khóc nữa. Vong là ai? Tại sao lại đi theo phá gia chủ? Con bé không trả lời, càng khóc to hơn. Thầy bảo: nào có cái chuyện gì thì nói cho thầy nghe, để thầy giải quyết cho. Vong cứ khóc như vậy, thầy làm sao có thể giúp được. Con bé vừa khóc vừa quay sang ôm nó rồi hét lên: mẹ ơi, Bi đây! Nó giật mình để em nó ra rồi bảo: mày bị sao vậy? Con bé nhào vào lòng ôm chặt nó bảo: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu. Thầy kéo con bé ra rồi bảo: thế vong và nữ đây có quan hệ gì? Tại sao vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vào nó vừa khóc vừa bảo: mẹ cháu đấy, mẹ cháu khổ lắm. Rồi con bé lại chỉ vào mẹ nó nói: bà ta giết cháu. Mẹ nó khóc nói rằng: bà xin lỗi cháu, ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá nên là bà mới làm như vậy, bà xin lỗi. Nó nghe mẹ nó nói như vậy liền òa khóc theo. Con bé thấy như thế ôm nó vào trong lòng an ủi. Mẹ đừng khóc, Bi trả thù cho mẹ rồi. Tất cả với tại bố với bà ta, làm cho mẹ Bi buồn. Bi sẽ đưa hết xuống đây. Thầy ngồi bên cạnh hỏi, Bi làm như thế là không được rồi, làm như thế là mang tội, sẽ không được siêu thoát đâu. Nghe lời thầy bỏ hết thủ oán tạp niệm đi, học Phật Pháp được không? Cô nó cũng nói vào, thầy nói đúng đấy, dù bà ngoại có làm gì thì cũng vì muốn tốt cho mẹ cháu thôi, bỏ qua cho bà được không? Con bé ôm nó khóc. Không được đâu, con ở đây lạnh lắm, lại thối nữa. Bà không cho con về nhà để con ở chỗ này, con ghét bà. Nó chỉ biết ôm con bé và nói, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con bé lắc đầu nói, không phải lỗi tại mẹ, tại bố không cần Bi, mẹ không có lỗi. Con bé ngẩng đầu lên rồi nói, con đưa em con đi cùng rồi mẹ. Nó giật mình hỏi, em nào Bi? Con bé đáp, con của bố đấy, nó đứng ngoài cửa ấy mẹ. Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết, 3 năm trước vợ anh mang bầu được 4 tuần thì tự nhiên bị sẩy. Từ đó đến bây giờ chưa bao nhiêu thuốc men vẫn chưa có lại. Con bé kể, lần trước Bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh, bà không cho Bi đem bố đi theo nên Bi bẻ gãy chân của bố rồi. Nó quát con bé, sao con lại làm như vậy? Con bé bảo, tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố ghét bà. Thầy bảo con bé, người làm điều sai thì tất gặp quả báo. Bi là đứa trẻ ngoan, không nên làm việc ác. Nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi cũng là người xấu rồi. Bi nghe thầy, theo thầy học đạo, để thầy giúp Bi được không? Con bé đáp, nhưng Bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học Phật. Bi bây giờ làm chị rồi, không cần học gì hết. Ai bắt nạt mẹ, Bi sẽ cho người đưa hết xuống đây. Mẹ nó nói, bà biết bà có tội với cháu, nhưng mong cháu hiểu cho, vì bà không có lựa chọn nào khác, phải bắt mẹ cháu bỏ cháu. Mẹ cháu còn nhỏ dại, đang ngồi ghế nhà trường, làm sao có thể sinh cháu ra được. Con bé khóc nức lên rồi nói, thế tại sao bà không cho Bi về nhà? Bà để cho Bi ở chỗ nước thối, Bi đói Bi lạnh cũng không ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối qua với dì, qua chỗ của Bi, thì Bi cũng không gặp được mẹ rồi. Cô nó đứng bên ngoài hỏi con nhỏ, Bi ở đó lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho Bi mặc đỡ rét. Bi có cần nhà to, đồ chơi đẹp không? Chỉ cần Bi nghe lời không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ bảo bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi. Bi có chịu không? Nó hét lên, Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi. Cho Bi ở đây đi, Bi ở với mẹ. Với các bạn của Bi, Bi không đi đâu hết. Con bé kéo tay nó vừa khóc vừa bảo, mẹ ơi, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn đi xa mẹ đâu. Bi hứa không bảo các bạn đánh bà nữa, Bi cũng không đẩy bà ngã nữa. Bi xin lỗi mẹ, xin lỗi bà. Mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi được không? Thầy dỗ dành con bé, Bi và mẹ bây giờ là âm dương cách biệt, không thể nào chung sống với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến cho mẹ và bà bị đau ốm. Bi có muốn mẹ bị ốm không? Con bé nói, Bi không muốn mẹ bị đau đâu, Bi thương mẹ lắm. Ông thầy nói, nếu vậy thì Bi phải nghe lời thầy, đi học Phật Pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ thì thầy sẽ đưa Bi đến gặp mẹ. Bi có chịu không? Con bé cứ nhìn chằm chằm vào nó không nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô nói thầm bảo nó dỗ con bé, để con bé chịu đi học. Mẹ hứa với Bi, thỉnh thoảng rảnh mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp Bi được chứ? Con bé ngẩng đầu lên đáp, thật chứ? Nó nói, thật. Bi tin mẹ không? Con bé nói, Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà đi theo, Bi ghét bà. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó, nó bảo, mẹ ơi, hôm nọ có chú Bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây, còn đòi làm bố của Bi, nhưng Bi không có chịu. Thầy hỏi, thế chú đó ở đâu rồi, Bi có ở đây không? Con bé nói, chú đó kéo mẹ vào xe to, nhưng Bi với các bạn cản lại. Bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi. Cô nó quay sang bảo mẹ nó, đấy chị thấy chưa, trước em đi thầy bảo con y nhà mình có duyên âm, nên em bảo chị cắt duyên âm cho nó. Chị cứ không chịu tin ma quỷ. Giờ chính miệng con Bi nói ra, chị đã tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn, được con nó cứu, không thì bây giờ anh chị có mỗi đứa con gái, không biết sẽ như thế nào. Ông thầy liền nói: Bi là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Bi từ bây giờ theo thầy học hành thật tốt thì bố mẹ mới tự hào về Bi được, con nghe không? Vừa nhắc đến bố, con bé lại quát lên: Bi không có bố, Bi chỉ cần mẹ thôi, không cần ai hết. Bố là người xấu, bố và bà không cần Bi. Đòi giết Bi, Bi không cần. Mẹ nó ngồi bên cạnh cầm tay con bé khóc lóc xin lỗi. Bà biết bây giờ bà có nói gì thì cháu cũng không tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn hy vọng sau này cháu lớn, cháu sẽ hiểu được ngày đó. Bà vì muốn tốt cho mẹ cháu nên bà mới làm như vậy. Giờ bà phải làm gì cháu mới chịu tha lỗi cho bà đấy? Con bé giật tay mẹ nó ra không nói gì cả. Nó bảo với con bé: Bà vì lo cho mẹ nên mới bảo mẹ bỏ con. Bi ngoan, Bi đừng giận bà. Tại mẹ không tốt mới khiến cho con phải như vậy. Mẹ xin lỗi, con đừng giận bà, cũng đừng làm hại bà được không? Con bé dụi đầu vào trong lòng nó bảo: Bi biết hết rồi, không phải tại mẹ, tại bố hết đấy. Bi ghét bố nhưng mà không đưa bố đi theo được. Bà nội đánh Bi với các bạn đau lắm. Bà cứ đi theo bố làm Bi chỉ đẩy bố ngã được thôi. Cô nó ngồi đằng sau sợ hãi hỏi thầy: Tại sao con bé còn nhỏ mà lại có thể làm được những việc như vậy? Thầy nói: Vòng linh thai nhi bị phá bỏ, oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với các linh hồn khác. Đó là lý do rất nhiều người làm thầy lợi dụng oán hận của nó để nuôi làm âm binh, sai khiến làm những việc thất đức. Thầy lại tiếp lời: Thầy biết con là một đứa trẻ hiểu biết nên sẽ hiểu những gì thầy nói trước đó. Con và mẹ con không thể ở cùng với nhau. Nếu con ở gần mẹ, không những không giúp gì được cho mẹ mà lại còn làm cho mẹ con đau ốm. Dần dần sức khỏe của mẹ con và bà ngoại suy giảm, sau đó sẽ giống con lang thang như thế. Bi luôn nói mẹ khổ nhiều rồi, thế Bi muốn mẹ khổ suốt kiếp sao? Con bé liền đáp: Bi không muốn mẹ khổ tiếp. Ông thầy liền nói: Vậy con có muốn theo thầy không, để thầy giúp con? Con bé nói: Nhưng Bi còn các bạn nữa, bạn của Bi cũng bị bố mẹ bỏ như Bi. Thầy liền trả lời: Thế Bi hiện giờ có bao nhiêu bạn? Bi nói cho thầy được không, để thầy còn biết mà giúp các bạn. Nó nhìn ra cửa đáp: Bi có 6 bạn với một em trai Bi là 7. Em Bi hỏi là theo thầy có được ăn no không? Thầy cười rồi bảo: Đương nhiên là thầy sẽ cho các con ăn, còn được mặc quần áo mới, ở nhà to nữa, có thích không? Con bé nói: Bi thích lắm, Bi với các bạn trước giờ toàn đi ăn cướp đồ thôi, khổ lắm, lạnh nữa. Thầy đón Bi về đi, Bi vẫn ở dưới chỗ nước thối, chưa lên được đâu. Thầy quay sang nói với mẹ nó: Chị còn nhớ cái chỗ mà chị để nó lại không? Kiểu này nó chưa lên được rồi, phải bắt cầu cho nó lên. Mẹ nó nói: Em có, ngày đấy em sợ quá không dám mang về nhà nên vứt bỏ nó ở cầu đầu làng. Thầy nói: Sáng mai chị đi chợ mua cho tôi một con gà trống tơ với vàng mã quần áo chúng sinh, để tối luộc. 4 giờ sáng ngày kia tôi sẽ làm lễ bắt cầu cho nó lên. Nó chưa lên được hẳn đâu. Con bé tự nhiên quay sang bảo nó: Mẹ ơi, Bi muốn gặp bố. Hôm nào thầy đón Bi về, mẹ bảo bố đến gặp Bi được không? Nó không biết phải trả lời con bé thế nào, bèn nói dối rằng: Bố bận lắm, bố phải đi làm, chắc bố không ra được đây đâu. Con bé bĩu môi bảo: Có mà bố đi đánh bạc ấy, không tin mẹ hỏi bố mà xem. Con làm cho bố thua hết tiền, con còn xui ông đuổi bố ra ngoài. Bố đang trốn ở bên nhà chú P, bạn thân của bố. Mai mẹ cứ gọi bố sang đây cho Bi. Mẹ bảo bố nếu bố không có chịu gặp Bi thì không bao giờ gì có con nữa. Cô nó bên cạnh vỗ vai bảo nó: Đồng ý với nó đi, dù sao cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia một lần để hỏi cho ra nhẽ. Đàn ông kiểu gì dám làm mà lại không dám nhận. Mai cô đèo mày đi gặp nó, bắt nó phải về đây xin lỗi con bé. Nó sợ cô làm to mọi chuyện nên bảo: Thôi mai cô để cháu đi một mình gặp anh ấy, cô ở nhà giúp mẹ cháu sắm đồ là được. Cô nó nói: Ừ thì thôi tùy mày vậy, chuyện của hai chúng mày thì hai đứa gặp nhau mà giải quyết. Sáng ngày hôm sau, nó gọi điện cho anh vào số mà có lẽ nằm mơ cũng có thể đọc thuộc lòng. Anh vẫn dùng số đó nhưng anh không bắt máy. Nó gọi rất nhiều cuộc anh cũng không nghe máy, cho đến khi thấy máy bật rồi thuê bao. Nó nghĩ anh đang lảng tránh, không dám nghe điện thoại khi thấy số điện thoại của nó. Đối với nó bây giờ, anh chỉ như một người xa lạ, Tình cảm với anh bao năm nay đã không còn. Anh chỉ là một quá khứ. Quá khứ mà nó căm ghét, không muốn nhớ lại. Hiện giờ nó cũng đã thích một người, nhưng vì mặc cảm không xứng đáng với người đó, nên dù có tình cảm, nó cũng chưa nhận lời yêu. Giờ nó nghĩ đến con nó, đến lời hứa với con bé, nên nhất định phải tìm bằng được anh. Nó theo lời con tìm đến nhà ông P, bạn thân của anh. Ngày còn yêu nhau, nó đã từng dẫn xuống đây chơi nhiều lần, nên rất nhớ rõ. Đến nơi nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. Nó ấn chuông, anh chống nạng ra mở cửa. Có lẽ anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt nên lắp bắp nói: Sao em đến đây? Nó nhìn anh rồi nhìn cái chân, bình thản trả lời: Tôi gọi nhưng mà anh không nghe máy, nên đến đây tìm để nói chuyện với anh một chút. Anh có rảnh không? Anh muốn tránh mặt nó nên từ chối: Anh đang bận, để lúc khác nói chuyện đi. Nó nhìn anh khinh thường trả lời: Anh thì làm cái quái gì mà bận trốn nợ à? Anh nhìn nó thắc mắc: Làm sao em biết được? Em vừa tìm đến nhà anh sao? Nó càng nhìn anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu người đàn ông này đến khổ sở. Nó bảo: Tôi không rảnh mới đến ngôi nhà đó. Con anh nói cho tôi biết anh đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn nó hỏi: Con nào? Nó uất ức vừa khóc vừa đáp: Đứa con mà anh bắt tôi phải phá bỏ đấy. Anh không có nhớ sao? Có chết anh vẫn nghĩ cái việc anh gãy chân, gãy răng, mất con và rơi vào cảnh nợ nần khiến cho bố anh đuổi anh ra khỏi nhà như thế này là do anh số đen đúng không? Là quả báo đấy. Anh không biết là nếu không có nhờ mẹ anh cứu anh thì hiện giờ anh đã bị chính đứa con vứt bỏ của mình nó giết chết anh rồi đấy. Anh lắp bắp nhìn nó nói: Làm sao em biết? Này em đừng có dọa anh đấy. Giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ? Nó trả lời: Tôi hôm nay đến đây muốn nhờ anh một việc. Ngày mai mẹ tôi làm lễ bắc cầu cho con bé. Nó bảo nếu anh không chịu gặp nó sẽ cho anh tuyệt tự. Còn tin hay không là việc của anh. Tôi hy vọng rằng anh sẽ đến gặp nó dù chỉ một lần. Anh nhìn nó rồi bảo: Em nói thật đấy à? Chuyện này đúng là rất khó tin. Nhưng mà anh tin em. Bố mẹ của em biết chuyện của bọn mình rồi à? Nó thở dài nói: Mẹ tôi thôi. Mai 4 giờ sáng mẹ tôi mời thầy làm lễ ở cây cầu đầu làng. Anh nhớ đến đúng giờ đấy. Nó nói xong liền phóng xe trở về, bỏ lại anh với bao thắc mắc trong đầu. Chuyện này là hết sức hoang đường, nhưng không phải là không có lý do. Khi nó biết những câu chuyện xảy ra với anh, lắp ghép lại đúng là có chút vấn đề. Từ đầu tháng 6 đến bây giờ, vật đen liên tiếp xảy đến. Anh cũng muốn làm rõ chuyện này nên quyết định sẽ đến. 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa, thầy ngồi giữa cầu làm lễ cho người nhà buộc con gà bằng sợi dây thừng rồi thả từ từ xuống sông. Trong quá trình làm lễ nó gọi rất nhiều cuộc, nhưng anh không nghe máy. Nó nghĩ chắc rằng anh thất thèn. Vừa nghe thầy làm lễ, cô nó vừa trách móc anh rồi lại trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ hơn một tiếng thì xong việc. Thầy bảo về nhà vì nó muốn nói chuyện với mẹ. Nó và em nó đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà. Thầy giải chiếu một chiếc ban thờ nhận nó khấn. Sau đó con bé Bi nhập vào con em họ của nó. Khác với mấy lần trước, lần này con bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm. Cô nó lên tiếng trước: Cháu có phải không Bi? Con bé không nói gì, chỉ gật đầu. Thầy hỏi lại: Bi sao vậy? Có phải bố không đến nên là Bi buồn đúng không? Con bé vẫn không nói gì, nó liền bảo: Mẹ xin lỗi Bi, hôm qua mẹ đến tìm bố rồi nhưng mà chắc bố ngủ quên nên là không có đến kịp. Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó: Con biết, hôm qua con đi cùng mẹ đến tìm bố mà. Bố đang ở dưới nhà đấy, không phải là bố ngủ quên đâu. Bà nội ngăn không cho bố đi nên là bố đến muộn đó. Mẹ bảo bố lên đây đi. Nó nghe lời con bé xuống dưới nhà thì thấy anh và P đang đứng ở cổng thật. Nó mặc dù rất ngạc nhiên tại sao anh lại biết nhà nó, nhưng cũng không hỏi, chỉ bảo anh lên nhà. Anh chắc ngại với nó thì đến muộn nên thanh minh: Anh xin lỗi, tại xe của anh tự nhiên bị nổ lốp nên anh và thằng P phải dong bộ giờ mới đến được. Nó đáp lại: Con Bi nó bảo tôi rồi, anh lên nhà đi. Anh không hỏi gì thêm, cầm túi hoa quả đi lên tầng 5. Anh chào mẹ, chào cô, chào thầy rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy thế liền bảo: Bố không có chào Bi sao? Anh giật mình nhìn sang đứa em nó, nhưng bán tính ban nghi rồi hỏi lại: Em là Bi. Con bé quát lên: Sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con bố mà. Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con của mình nên cười. Nhưng chính vì cười không đúng lúc nên bị con bé hỏi lại: Bố bỏ mẹ và bỏ Bi, bố có vui lắm không? Bố sinh ra Bi, tại sao lại không muốn cho Bi được sống? Cô nó thấy con bé nói vậy, thương con bé vừa khóc vừa đánh anh, miệng mắng trời. Cái thằng chó này, mày hại con hại cháu tao. Cái thằng khốn nạn này, mày dám làm mày không có dám chịu. Ép con bé phải bỏ con nên nó phải chịu điên dại. Sao mày không có chết đi hả thằng chó này? Anh miệng luôn nói xin lỗi không ngớt. Nó cũng khóc rồi kéo cô ra, nó bảo: Thôi cô, cháu xin lỗi cô. Cũng tại cháu dại dột, cô bỏ tay anh ấy ra đi. Cô thấy nó kéo tay ra liền quát nó: Mày lại còn bênh nó, hay là mày vẫn còn tình cảm với cái thằng chó này? Mẹ nó thấy cãi nhau nên liền nói: Cô ơi thôi, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi, đừng có động chân động tay. Cô nó bỏ anh ra, lẩm bẩm chửi nhưng vẫn chưa nguôi giận. Con bé nhìn anh liền nói: Bố biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ đi lấy gì? Dỗ em bố với gì nhớ mua quần áo cho em. Dỗ của Bi bố biết, nhưng mà bố vẫn đi chơi với chú P. Anh nhìn con bé lúng túng bảo: Bố không biết ngày dỗ của Bi là hôm nào, bố xin lỗi. Con bé dãy nảy lên, vừa khóc vừa quát anh: Bố đừng có tưởng Bi không có biết bố làm những cái gì nhé. Bố còn khoe với cả chú P, cả bạn của bố là làm cho mẹ có thai, nhưng vì bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ Bi bỏ mẹ. Bố cả chú P còn bị nghiện nữa, bố tưởng giấu được Bi à? Bi biết hết đấy. Anh sững sờ nhìn con bé, rồi lại nhìn miệng của nó lắp bắp nói dối. Lúc anh với em chia tay, anh buồn nên chỉ tâm sự với thằng Bay một chút thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với P chơi lô thôi chứ có nghiện đâu. Nó trẻ con nên là nói linh tinh đấy. Con bé nhìn anh rồi nói: Bố lại còn giấu sao? Nếu bà nội không đi theo giúp bố thì con cho bố chết từ lâu rồi. Bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng mà ông tha cho bố thôi. Những việc bố làm cái gì con cũng biết, bố không có giấu được đâu. Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu, không phản bác lại. Dì nó thấy như vậy liền bảo nó: Nghe chưa con, giờ thì sáng mắt rồi đấy. May mà ngày trước không có lấy nó, nếu không bây giờ khốn khổ khốn nạn. Con bé nhìn anh rồi nói tiếp: Chắc bố không biết ngày con bẻ chân bố là ngày gì đúng không? Ngày bố bảo mẹ giết con đấy. Nếu bà nội không có giúp thì bố chết lâu rồi. Nếu bố còn không biết lỗi, con đưa bố xuống đây, giống như con đưa em trai xuống đấy, bố có tin không? Nghe nó nói như vậy, anh cúi gập đầu và xin lỗi nó rối rít: Bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi con. Ngày xưa bố còn trẻ không có hiểu biết gì nên đã gây ra tội lớn. Con tha cho bố đi, bố biết lỗi rồi, con đừng đưa bố đi. Thế con bé không nói gì, thầy liền bảo: Bi rất là hiểu chuyện, bố con bây giờ cũng biết lỗi rồi. Chuyện cũ con hãy bỏ qua đi, chiều theo thầy về nhà Bi nhé. Con bé chỉ nói vâng rồi im lặng. Cô nó ngồi bên cạnh bảo con bé: Bi tha lỗi cho bà ngoại, tha lỗi cho bố, rồi sang tuần bà sẽ đón mẹ sang thăm. Chiều Bi cùng thầy và bà về nhà thầy nhé. Con bé nhìn cô nó rồi bảo: Sang tuần bà nhớ đưa mẹ con sang thăm đó. Bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không có tha lỗi đâu. Còn lâu, Bi chỉ có mẹ không có ai hết. Thầy nhìn mọi người rồi nói: Hiện tại nó đã chịu theo thầy là tốt rồi. Trẻ con nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng là có cây duyên, rồi từ từ tôi sẽ bảo nó. Mọi người cứ yên tâm. Khi gần đi, con bé nó bảo nó là: Mẹ, cái chú đó có nhiều người yêu lắm. Chú đó là người xấu, mẹ đừng có thương chú ấy. Mẹ chỉ cần thương Bi là đủ rồi. Khi nào có người tốt thương mẹ, Bi sẽ mách cho mẹ. Nó nhìn con bé rồi nói: Mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ rồi. Khi nào Bi đồng ý mẹ mới lấy chồng. Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bàn thờ thắp hương, xin lỗi nó với mẹ nó. Nhưng cô nó một mực đuổi anh và bạn anh về. Nó nói từ bây giờ trở đi, nó muốn anh và nó không gặp lại nhau nữa. Câu chuyện thứ 3: Ma nhập vào thân xác. Các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về ma quỷ ám bao giờ chưa? Ở quê mình rất hay xảy ra mấy vụ như thế này. Mình cũng được tận mắt chứng kiến người bị nhập quỷ 3 lần. Lần đầu cách đây khoảng 13 năm. Hồi đó làng mình còn nghèo lắm, và gia đình khá giả mới có xe máy chạy. Đường làng thì mọi người đều biết, cây cối hai bên tùm. Năm đó mình học lớp 6, học buổi chiều. Khoảng vào dịp gần Tết, trời thì mưa xả xích lạnh buốt. Đi học cực khổ lắm. Mình còn may mắn là có cái xe đạp thống nhất, không phanh, không còn bàn đạp, chỉ có cái đinh sắt. Hôm đó vừa về đến đầu làng thì thấy mọi người nhốn nháo. Mình cũng đứng lại xem mới biết là con bé bị ma giấu, ở trong bụi hoa sâm bụt gần nhà Hoang đầu làng, mà nhà nó ở cách đó khoảng 800 mét. Nó mới 4 tuổi rưỡi. Thế mọi người cứ bảo là nó bị ma giấu, tìm được rồi thì về đi. Mình vừa trèo lên xe để về thì nghe mẹ nó hét toáng lên: "Mời thầy, mời thầy, con bé bị quỷ nhập rồi", nó nói nhảm lung tung. Thế là mình cũng theo về nhà nó xem. Về tới nhà thì nó trèo lên ghế chỉ mặt ông Lương gần đó rồi nói: "Tao đâu có sợ cái thằng nhát gan, đêm nào cũng đi biển, cũng bị tao cho chạy té đái mà láo. Tao ở trên bụi tre mà mày cứ ném đá vô mấy cái bài lại như thằng ngốc vậy." Tiếp theo đó nó nhảy tót lên bàn. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in cái cú nhảy đó. Một con bé 4 tuổi rưỡi đứng trên cái ghế phi một phát lên bàn. Nó uống nước trong ly xong chửi mẹ nó: "Con mụ này tiếc tiền, 500 đồng chè mà không mua, cứ uống mấy cọng chè khô hôi như là nước đái bò." Xong nó quay qua cụ Liên hàng xóm: "Cho ta miếng trầu nào." Cụ Liên nói hết rồi không còn nữa. Nó chỉ mụ già keo kiệt, có miếng trầu cũng không cho. Tại cụ keo quá mà bữa hè có dặn mướp: "Tao vặt cho sạch từ hoa tới quả." Sáng ra chửi bới khắp xóm làng như là mụ điên. Xong nó ngồi chồm hổm nói: "Cái xóm này tao có sợ ai đâu. Ông Quảng thì tao hù cho ban đêm không dám đi đái. Ông Xuân thì tao nhổ hết lạc. Mụ Liên là điêu nhất, chỉ có mụ Hỏa là không sợ tao. Mụ có một con chó, nó thấy tao là nó dí cả đêm. Tao sợ nhất con chó đó, nhưng tao trèo lên cây nó không làm gì được." Bà Hỏa hỏi: "Thế mày sợ ai nữa không?" Nó bảo: "Cái làng này tao sợ nhất là ông Mai, vì ông này ác lắm, chặt roi râu đánh tao, bầm hết cả người mấy lần. Tao thích nhất là thằng Phương, ngồi xe của nó sướng lắm. Tao chờ cho nó chạy xe qua là tao nhảy lên ngồi, đến đầu làng tao lại nhảy xuống." Vừa nói đến đây thì nó bị ông thầy cúng bắt trói lại, lấy roi râu quấn quanh người, đốt một lá bùa cho uống. Con bé lịm đi một lúc tỉnh lại, khóc toáng lên vì bị trói và kêu đói bụng. Thầy nói đuổi nó ra được rồi. Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục kể câu chuyện ma quỷ thứ hai mà mình được chứng kiến tận mắt. Nhưng trước khi kể, mình xin chia sẻ một vài thông tin ma quỷ ở quê mình. Ở quê mình ai cũng tin là có ma hết, người chết sẽ thành ma. Nhưng câu chuyện về con quỷ thì không ai biết là từ đâu mà có. Nghe mấy cụ trong làng kể lại là ngày xưa cây cối bụi rậm nhiều, quỷ ở trong làng cũng nhiều lắm. Làng mình mới có hơn 100 tuổi, trước đây chỉ có vài nhà thôi. Sau này người từ các làng khác tới cư ngụ nên tự khai hoang, cho nên ngày trước xóm nào cũng có quỷ, hoặc có thể chỉ là một con nhưng đi từ xóm này qua xóm khác. Mấy cụ bảo con quỷ chỉ thích trêu người ta nghịch ngợm, phá phách thôi, chứ nó không hại ai cả. Con quỷ biết biến hóa, mà nhà mình không đuổi được nó đi, không làm gì được nó, nên nó có thể vào nhà ai cũng được. Luôn tiện mình kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà cả làng ai cũng từng nghe. Mình không biết là có thật hay không, nhưng nghe bố mẹ mình kể lại và khẳng định 100% là có thật. Mấy cụ trong làng cũng nói là có thật, thậm chí là dân ở các nơi khác còn rủ nhau tới xem, còn mời cả công an huyện mang súng AK về nữa. Chuyện xảy ra vào năm 1972, là năm Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc. Làng mình ở bên bờ biển nên ngoài bom từ máy bay ném xuống thì còn được ưu ái thêm cả đạn pháo tàu thủy bắn vào, cho nên mọi hoạt động sản xuất đều diễn ra vào ban đêm. Vì quê mình là miền biển nên đất cát không thôi. Ngày xưa còn đói nên trồng khoai 100%. Làng mình cũng được xã cấp cho 3 hectare đất trồng lúa, cách làng khoảng hơn 2 cây số. Bây giờ mình vẫn được chia một sào. Chuyện là vào mùa thu hoạch khoai lang năm đó, vào khoảng tháng 5 âm lịch, nhà em gái của bà nội mình có một cây khế rất to, tán lá rậm, nên mọi người trong xóm thường mang dây khoai lang sang vườn nhà bà dong phơi khô, rồi lại mang vào gốc khế giã nhỏ, tránh máy bay phát hiện. Tối đến, bà dong chở dây khoai thì thấy một đứa bé cũng đội nón làm theo mình. Bà nghĩ con gái mình nghịch nên có bảo đưa nón vào trong nhà, thì nó cười cầm cái nón chạy thẳng ra ngoài bụi. Bà tính đuổi theo lấy cái nón, nhưng nghĩ là con mình nên thôi. Bà dọa nó làm mày ra đó mai nó nhát chết. Bà vợ đi vào trong nhà để con mình sợ mà đi vào. Nhưng vào trong nhà thấy con mình đang ngủ, còn cái nón trậu ở trên vách thì biến mất. Bà nghĩ là trẻ con hàng xóm nên qua hỏi thì thằng nhóc đã ngủ từ lâu. Thế là mất cái nón. Bà nghĩ bụng là chỉ con trẻ trong xóm nghịch, nhưng mà khuya rồi nên không hỏi nữa. Sáng ra bà dậy sớm đi chợ, thấy cái nón của mình treo ở bụi dưới hôm qua. Bà lại khẳng định đó là do trẻ con hàng xóm. Đến tối hôm đó, do chồng của bà đi biển về được nhiều cá nên bà phải nướng cả đêm dưới gốc khế. Nhìn ra ngoài vườn thì thấy có một người đang mang chiếc áo tơi đang chở dây khoai. Bà Tường hàng xóm mới gọi vào nướng cá giúp bà, thì người đó quay lại cười với bà rồi đi thẳng ra bụi dưới. Bà đang nghĩ không lẽ là ma nhát mình, thì từ ngoài bụi dưới có một con chó chạy thẳng vào phía nhà bà, vào gần đến gốc khế thì biến mất. Có lẽ là ma nhát mình thật rồi. Tôi cố nướng cho xong mẹ cá rồi đi nghỉ ngơi, bà thầm nghĩ như vậy. Bà nướng thêm được khoảng chục con thì nghe tiếng cành cây khô gãy. Bà nhìn lên cành cây khế thì thấy một con khỉ đang nhảy từ cành này sang cành khác. Nó bẻ cành khô ném xuống rổ cá. Lúc đó bà biết là quỷ trêu chọc nên quát: "Mày để yên cho tao nướng cá, ngày mai còn đi chợ kiếm gạo cho con tao. Nếu không tao kêu người đến bắt bây giờ. Mày đừng có làm ma làm quỷ nữa." Nhưng nó đâu có sợ, nó tiếp tục rung cảnh để dọa bà. Bà cũng cầm đòn gánh giơ lên dọa nó: "Còn phá nữa tao đâm thủng ruột." Nó lại nhảy từ cành này qua cành khác. Không biết làm gì nữa, bà mặc kệ nó rồi tiếp tục nướng cá. Nó thì lâu lâu lại rung cây và ném cành cây khô xuống. Đến khi bà nướng sắp xong mẻ cá thì nghe có tiếng người nói: "Xong chưa cho ta một con." Nhìn quanh không thấy ai, bà biết rằng nó đến xin nên vẫn tiếp tục nướng. Nướng xong bà để lại một con và mang cá vào trong nhà cất đi. Sáng hôm sau bà đi chợ thì bà gặp bà hàng xóm vừa đi vừa chửi: "Không biết hôm qua về treo cái áo tơi mới mua mà bị ai lấy mất." Bà dì mình kể cái chuyện lúc tối và câu chuyện về chiếc nón của bà cho bà hàng xóm nghe. Bà này nửa tin nửa ngờ, nhưng khi về tới nhà thì thấy cái áo tơi của bà treo ở nhà. Hỏi chồng mới hay là sáng hôm qua nhà bà Dong qua chơi, thấy chồng bà Dong bảo lúc sáng đi canh thuyền về thì cái áo tơi treo ngoài bụi dưới. Bà Tịnh kể cho chồng nghe câu chuyện của bà Dong kể với mình, nhưng ông chồng của bà Tịnh không tin nên khẳng định bà Dong ăn cắp và bịa chuyện. Đến tối hôm đó, thanh niên trong làng tập văn công. Nói đến tập văn công chắc nhiều bạn không hiểu, vì văn công tức là văn nghệ bây giờ. Nhưng ngày xưa đoàn hội nghiêm túc lắm nên đi tập cũng chấm điểm chấm công. Khi thanh niên tập văn công về thì cũng đã khuya, trăng cũng vừa lên ngọn cây. Con trai của bà Dong và bố mình cũng đi xem mấy anh chị mua hát. Về tới nhà bà Dong, hai người thấy một cô gái đang mặc đồ trắng đang múa giữa vườn chỗ phơi dây khoai. Hai người sợ quá gọi bà Dong và chồng của bà ra xem, thì cô em xinh tươi vẫn còn đang múa hăng say. Chồng của bà Dong quát: "Đứa nào mà giữa màn đêm mặc đồ trắng múa như con điên như vậy, mày có về không máy bay nó bắn chết ra." Vừa dứt lời thì bà Dong bảo rằng con quỷ nó trêu 2 bữa rồi. Bà nói mặc kệ nó thì lát nữa tự động nó sẽ đi. Chồng bà vì sợ máy bay ném bom, hơn nữa sợ con của ông nó bị dọa đánh, nên liền cầm gậy đuổi nó đi. Ông chưa tới nơi thì nó cười rồi đi thẳng vào bụi dưới biến mất. Sáng hôm sau, ông lấy ra một cây đinh 10 đóng vào cây dưới để đuổi nó đi. Đến tối hôm đó, mấy anh em bà con tập trung lại ở nhà bà Dong để giúp vợ chồng bà thái khoai lang để phơi làm đổi công, mà có cả ông nội của mình cũng đến. Nhà bà Tịch cũng qua chơi nên phụ giúp luôn. Tối hôm đó, mọi người vừa thái khoai vừa nghe bà Dong kể chuyện con quỷ. Cắt được 2 rổ khoai thì trăng cũng vừa lên. Bà Dong mang khoai lang đi luộc cho mọi người ăn. Mọi người vừa cầm khoai lên chưa kịp bóc vỏ thì con trai của bà Dong chỉ về phía bụi dưới nói rằng quỷ vào đó rồi. Từ